Mình chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Tôi là mục sư Nguyễn Phú Quyền. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học Kinh Thánh với nhau trong Esai 40. Trong phân đoạn Kinh Thánh Esai 40, anh chị em đọc một lần lượt và suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời trong Esai 40. Và nếu tốt nhất anh chị em có thể đọc 5 lần để chúng ta cùng suy ngẫm. Trước khi học lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con cầu xin Chúa ban phước trên đời sống của chúng con. Hầu cho chúng con biết được lời của Ngài và chúng con học để làm theo. Đức tin của chúng con được tăng trưởng, mỗi ngày trở nên giống Đức Chúa Giêsu nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong Esai 40 thì chúng ta sẽ học được nhiều chủ đề ở trong này. Tại sao vậy? Vì Esai 40 là nói cho dân sự của Đức Chúa Trời, là dân Israel sau 70 năm bị tàn phá, bị phu tù và bắt đầu thời kỳ mới Chúa lập lại trên dân Israel. Và qua Israel thì chúng ta có những cái bài học cho chính đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chính vì vậy nên ngày hôm nay chúng ta sẽ học theo phương pháp Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh, và chúng ta sẽ học từng câu cậy ơn Chúa. Chúng ta sẽ học biết với nhau từng câu một trong Esai 40. Thì chúng ta có những chủ đề đầu tiên, đó là tin tức, tin mừng vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương dân của Ngài. Ở trong câu 1, câu 2, Đức Chúa Trời yên ủi dân sự của Ngài là dân Israel và thành Israel. Tại thành Jerusalem, Chúa thông báo rằng sự tranh chiến đã đủ rồi, tội lỗi đã được tha thứ. Bởi vì cớ tội lỗi của Israel mà Đức Chúa Trời đã khiến cho dân Israel phải chịu hình phạt gấp 2 lần. Trong khi mà Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi dân sự của Ngài thì Ngài sai một sứ giả của Ngài báo tin mừng. Chúng ta thấy ở trong câu 3 và câu 4. Câu 3, Đức Chúa Trời sai sứ giả của Ngài thông báo dọn đường cho Đức Chúa Trời trở lại. Đó là phải ban bằng các đường cái trong đất hoang, mọi nơi sắp phải được tôn lên, mọi núi mọi gò phải được hạ xuống và phải làm cho cái chỗ cao thành bằng phẳng, nơi dốc hãm phải được tôn lên để làm thành những cái con đường. Để đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Ngài sẽ hiện ra và mọi mắt xác thịt sẽ xem thấy điều đó là tin tốt lành. Và đây là lời tiên tri về cái sự hiện đến của Giăng Báp-tít, là một trong những sứ giả mà đã dọn đường cho Đức Chúa Giêsu trong cái thời kỳ Tân Ước. Và trong Esai 40 câu 3 câu 4 thì chúng ta thấy rằng khi mà Chúa có một cái hành động ban tình yêu thương, có cái chương trình kế hoạch để lập lại lịch sử một cách tươi mới, thì Chúa sai sứ giả của Ngài báo tin mừng. Và một chân lý ở trong tiếp theo trong câu 6 đến câu 8 chúng ta thấy rằng lời của Chúa hay là sự giao báo của lời Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Đó là cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời còn đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Lời của Ngài còn mãi mãi và tình yêu của Ngài còn mãi mãi. Có ba cái giá trị trong cuộc đời này sẽ qua mau. Đó là giá trị, mục đích, ý nghĩa của đời sống mỗi con người. Ngoài Đức Chúa Trời thì sẽ trôi qua thời gian, trôi qua năm tháng, trôi qua sẽ nó sẽ vô giá trị. Nhưng mà ở trong Đức Chúa Trời thì có giá trị từ đời này đến đời kia. Lời của Đức Chúa Trời đã khẳng định điều đó.
đó là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài bởi tình yêu của Ngài. Thì đấy là điều đầu tiên chúng ta học được ở trong Esai 40. Điều thứ hai chúng ta học được nó là cái thái độ và tâm thế của người rao giảng tin mừng ở trong câu 9 đến câu 10. Khi mà Chúa sai ông Giăng Báp-tít ông giảng tin mừng, hay là cái câu 3 câu đến câu 4 trong Esai 40 nói về có một tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, giao báo tin mừng, thì cái thái độ của người ra đi giao giảng tin lành phải là thái độ là mạnh mẽ, thứ hai là phải là hết sức để làm điều này. Và nội dung để giao báo là gì? Là hãy kêu gọi các dân, các thành, các vùng đất đừng sợ, vì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Ngài, sẽ ở cùng, và Ngài có quyền năng, Chúa dùng quyền năng của Ngài mà đến, Chúa sẽ cai trị trong cái sự chính trực của Ngài, trong sự nhân từ của Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho những người mà có yêu mến Chúa đến đời đời, làm công việc Chúa đến đời đời, và ngược lại Ngài cũng sẽ báo trả cho những người thù nghịch Ngài. Chính Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăn bầy chiên của Ngài và thu giữ những cái con chiên, con Ngài sẽ gìn giữ những con chiên con ở trong cánh tay của Ngài. Chúa sẽ khiến cho các con chiên cái đang bú được bình an, và Ngài bảo vệ bầy chiên của Ngài bởi quyền năng của Chúa trong câu 11. Và điều thứ ba chúng ta thấy đó là hãy xem quyền năng của Ngài. Quyền năng của Ngài được bày tỏ trong câu 12 tới câu 26. Quyền năng của Ngài đầu tiên chúng ta thấy được, thứ nhất là quyền năng bởi Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo lên trời đất biển và muôn loài vạn vật, được thể hiện trong sự khẳng định lời của Đức Chúa Trời, đó là Chúa đã lấy lòng bàn tay của Ngài mà lường biển, Chúa lấy gang tay của Ngài mà đo các tầng trời, Chúa lấy đấu của Ngài mà đong bụi đất, Chúa dùng cân mà cân núi, và dùng cái thăng bằng của Ngài mà cân các gò, trong câu 12. Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài vạn vật, đó là quyền năng của Ngài, là lý do đầu tiên chúng ta được sự bình an. Thứ hai là lý do là Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài vạn vật bởi sự khôn ngoan của Ngài mà không bởi ý muốn của một người nào cả. Tức là Chúa tạo dựng nên trong cái ý định tốt lành của Ngài. Ngài làm tất cả mọi việc bởi sự khôn ngoan, sự thông biết của Ngài, bởi sự vận hành thần của Chúa. Không có một người khôn ngoan nào giống như Ngài, không có một người khôn ngoan nào có thể tư vấn được cho Ngài, cố vấn được cho Ngài, trong câu 13, 14. Và Ngài làm tất cả mọi điều đó bởi sự tự do trong tình yêu của Ngài. Các dân tộc trước mặt Đức Chúa Trời là nhỏ bé, giống như giọt nước trong thùng, giống như hạt bụi trên cân, giống như các phù lao, các cây trong cây ở trong rừng, thú vật là nhỏ bé trước mặt Ngài, trong câu 15 và câu 16. Và mọi dân tộc trước mặt Đức Chúa Trời đều như không, đều như vô nghĩa, và không có vật gì đứng nổi trước mặt Ngài. Tại sao? Tại vì Chúa là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo. Chúa sáng tạo nên muôn vài loài vạn vật, biển, trên bầu trời, trên con vật, trên con người, và tất cả mọi thứ bởi sự tự do và tình yêu của Ngài. Đó là điều thứ hai chúng ta thấy được quyền năng của Ngài được tạo dựng trong tình yêu của Chúa. Do vậy thì đức loài người suy nghĩ như thế nào về Đức Chúa Trời? Và loài người đã làm cái điều gì
bởi để đền đáp công ơn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy tiếp tục ở trong câu 18, 19, con người hay so sánh Đức Chúa Trời với các vị thần khác. Loài người suy nghĩ về Đức Chúa Trời đầu tiên là loài người hay so sánh Chúa với những vị thần khác. Giống như các thần bằng tượng bởi tay người ta làm nên. Cho nên loài người lấy vàng bạc đúc ra pho tượng và thờ lại. Rồi người nghèo không có tiền thì dùng gỗ mà chạm tượng và suy nghĩ về Đức Chúa Trời giống như là bởi tay người ta làm nên, giống như các pho tượng. Cho nên Chúa mới nói rằng những trước mặt con người thì suy nghĩ đó là Chúa, nhưng mà Chúa nhìn cái đó nó là vật vô tri vô giác. Và thứ hai, chúng ta thấy sự khẳng định của Đức Chúa Trời. Thì Ngài Đức Chúa Trời là đấng tể trị, từ câu 21 tới câu 24, Đức Chúa Trời nhắc lại cho loài người thấy rằng chính Ngài là đấng ngự trên vòng trái đất, chính Ngài là đấng tạo dựng nên dân sự trên đất này giống như cào cào vậy. Và trước mặt Chúa thì loài người rất là nhỏ bé, yếu đuối giống như đàn cào cào. Và ở trong câu 21, câu 22 nói về điều đó. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời là đấng tể trị, và Đức Chúa Trời đã đấng sáng tạo nên trời và đất. Ngài đã sáng tạo nên trời như cái màn, Ngài làm ra giống như bầu trời như là cái trại để ở. Và chính Chúa là đấng mà thay đổi cái tấm lòng của những vua trên thế giới này. Kinh Thánh có chép rằng lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va, và Ngài làm nghiêng lệch thế nào tùy theo ý của Ngài. Những người lãnh đạo ở trên đất này thì mà hư không trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu 22 và câu 23 khẳng định điều đó. Họ, cái công việc của họ là rơm rạ. Họ vừa mới trồng cây, cây vừa mới đâm rễ trong đất rồi. Nhưng mà Chúa, gió của Chúa thổi qua thì cây héo và mùa đi giống như rơm rạ. Cho nên cái công việc gian ác của loài người giống như rơm rác trước mặt Đức Chúa Trời và không theo ý muốn của Ngài thì sẽ bị mùa đi đời đời. Trong câu 24 khẳng định điều đó. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Điều chúng ta học được tiếp theo ở đây là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên vũ trụ cùng các cơ binh, tức là các vì sao ở trên trời, tất cả những hành tinh ở trên trời. Và ở chỗ này thì Ngài nhìn, người mà người nhìn xem sức mạnh của Đức Chúa Trời đó, đó là quyền năng của Ngài. Và Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận, Ngài không chấp nhận sự thờ phượng các tinh tú, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, nhưng mà Ngài chỉ chấp nhận thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết, tất cả những tinh tú đó là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Trong câu 26, 25, 26, 27 có nói về điều đó. Chính vì vậy, cho nên Đức Chúa Trời khích lệ đức tin của con cái Ngài như thế nào. Đức tin, tại sao? Tại vì có cái sự suy nghĩ sai trật về Đức Chúa Trời của loài người, đó là coi Đức Chúa Trời giống như các thần bởi tay người ta làm nên, đó là coi Đức Chúa Trời giống như những mặt trời, mặt trăng. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, đều là sự gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên một điều nữa chúng ta học được là Đức Chúa Trời khích lệ đức tin của con cái Ngài. Ở trong câu 27 đến câu 30, Đức Chúa Trời, những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời cần phải có thái độ không được sao lãng đức tin. Phải tin rằng Đức Chúa Trời biết tất cả những tư tưởng suy nghĩ của mình ở trong lòng. Và Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Ngài là Đức Chúa Trời ở đầu cùng trái đất. Chỗ nào cũng có Chúa, Ngài chẳng mỏi mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không hề dò xét được. Ngài ở đó và Ngài xem thái độ của loài người. Có những anh chị em
thiếu đi trong cái sự tin cậy Chúa luôn luôn, suy nghĩ rằng không còn Đức Chúa Trời nữa, Chúa không dõi thương đến mình nữa, thì đây là câu trả lời cho anh chị em. Những người tin cậy Đức Chúa Trời cần phải biết rằng, những người có Đức Chúa Trời cần phải biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng, và sự khôn ngoan của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Câu 27, câu 28 nói như vậy. Và tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta lời hứa của Ngài là lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong câu 29, câu 31. Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Trong câu 29, Chúa nói rằng những người mà nhờ cậy nơi Chúa, có đức tin nơi Chúa thì Chúa sẽ ban sức lực cho những kẻ khó khăn nhọc nhằn. Và nếu ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ở trong câu 31, Chúa hứa người trai trẻ cũng phải ngã gục, người mạnh sức cũng phải vấp ngã, người giàu rồi cũng phải thất bại. Nhưng những ai trông cậy Đức Giê-hô-va thì được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nhận thấy được điều gì? Thứ nhất, chúng ta nhận thấy được Đức Chúa Trời là đấng yêu thương loài người, và Ngài có kế hoạch cho dân sự của Ngài. Thứ hai, khi mà Chúa bày tỏ tình yêu thì Chúa sẽ sai sứ giả của Ngài báo tin mừng cho loài người. Thứ ba là thái độ của cái người giao tin mừng phải hết sức, phải mạnh mẽ, phải mạnh dạn và giao báo sứ điệp mừng rỡ của Đức Chúa Trời. Điều thứ tư chúng ta thấy được ở đây là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự sáng tạo. Trong câu 12 tới câu 16, Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật, tất cả mọi sự. Thứ hai, Đức Chúa Trời sáng tạo bởi ý chí tự do và sự thông biết khôn ngoan của Ngài. Thứ ba, loài người suy nghĩ về Đức Chúa Trời một cách sai chật, giống như là các vị thần khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn yêu thương loài người. Và Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, đó là thứ năm. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời khích lệ con cái của Ngài, yêu thương con cái của Ngài. Và lời hứa của Đức Chúa Trời cho loài người, cho những người tin cậy Chúa, là dù có người mạnh khỏe, yếu đuối cũng phải mòn mỏi, nhưng Đức Chúa Trời thì thêm sức cho. Những ai trông cậy Đức Chúa Trời thì được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và áp dụng trong ngày hôm nay là nhận biết được quyền năng của Đức Chúa Trời, sức cai trị của Đức Chúa Trời, là xin Chúa thêm sức cho chúng ta. Ngài làm mọi sự trong sự tự do của Ngài để bày tỏ tình yêu thương. Lời hứa của Ngài là trông cậy Chúa thì sẽ được sức mới, bay cao như chim ưng. Cao như chim ưng là cao nhất, giống như con chim đại bàng bay trên cao, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi. Cậy ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em có sức lực từ nơi Ngài thông qua lời Kinh Thánh, phần đoạn Kinh Thánh Ê-sai 40. Ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em. Amen. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa về lời của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời về lời của Ngài hôm nay. Nguyện xin thần của Ngài cứ giúp đỡ chúng con tiếp tục, để chúng con biết sống cho danh của Ngài theo lời của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển thuộc về Chúa, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.